Anh, vậy thì anh đi chết đi, em sẽ chăm sóc chị dâu tốt. Khởi đầu phản sát anh trai độc ác, dựa vào diện mạo giống hệt thay thế. Tôm vừa nghe được tin, có người gây rắc rối cho anh ở cổng viện công. Ôi, có vẻ là đã đến muộn rồi. Nhưng lần sau thi lại thôi. Ha ha ha. Không sao, tôi còn việc khác. Hai ngày nữa tôi sẽ tìm anh. Hôm nay số người trong huyện thành đã tăng gấp đôi. Chúng ta còn phải đi tìm chợ vô hàng. Anh Tôm không phải người dễ từ bỏ. Qua mùa thu sẽ tìm anh ấy để tụ tập cũng không muộn. Tôi đi thôi. Ừ, tốt quá. Có phải là Từ Lãng đến vào ban ngày không? Chỉ có mùa thu là anh ấy rảnh. Thực ra anh không phải là tham gia khóa cửa mùa thu sao? Sao lại quay về rồi? Không tham gia. Anh khóa cửa sân vào ban ngày làm gì? Sao không nằm trong sân hát hò và ăn hạt dưa? Hừ, không phải do anh. Rất nhiều người thấy anh xách hành lý đi từ sáng sớm. Từng người đến hỏi tôi, anh có phải tham gia khoa cử không? Mặt đầy sự không tin tưởng. Chỉ thiếu nói anh không tự lượng sức mình mà thôi. Ha ha, hóa ra là vậy. Không trách gặp vài người dân quê trên đường. Mỗi người nhìn thấy tôi như thế mà. Sợ tôi bám lấy họ. Bọn họ có lẽ nghe tin tôi không vào được viện công. Lại công dã tràng. Anh dám tham gia. Thú vị, có lẽ có danh ngạch đề cử của thư viện. Vào được viện công không vấn đề gì lớn. Có phải lúc vào kiểm tra họ phát hiện anh bị khuyết tật, đuổi anh ra ngoài? Năm nay kiểm tra nghiêm ngặt thế à? Ha ha ha. Có một lý do khác, tôi đột nhiên cảm thấy làm công có triển vọng hơn, nên tự nguyện bỏ khoa cử. Đắc tội Từ Lãng, bây giờ ngay cả chức dự bị cũng không được. Chị dâu, nhà này vốn không lớn, chia ra lại phải chừa chỗ cho phòng khách. Chỗ ngủ thì bé tí. Không sao, tôi trải ít cỏ khô, trên đó đặt chăn, chỉ cần ngủ được là đủ. Chỗ rộng ngoài kia để cho anh trai, anh vừa đến ở thì nhất định sẽ vui. Chưa biết anh ấy có đến không. Dù sao đây không rộng bằng nhà chị. Nghe nói anh hứa đi thi, chưa vào đã bị mọi người nói. Chị Phương sắp bỏ anh ấy rồi. Nhà đó cũng do nhà Phương xây, chắc sớm đuổi anh ấy đi. Nếu đến đừng nhắc chuyện trước đây. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì không chết đói. Tôi rèn sắt được. Cũng có thể giúp chị làm. Khi lớn hơn tôi có thể đi săn. Anh hứa ở nhà đọc sách, chuẩn bị thi lần sau. Chị dâu, đừng để ý người ngoài. Chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình. Trời dần tối. Tôm nhóm nào trong sân. Hôm nay anh sao thế? Tinh thần tốt thế. Con nấu nhiều món ngon thế này. Có phải mùa thu không trả lại anh? Ăn một bữa cho thoải mái. Ăn xong thôi. Ngày mai phải về huyện. Theo người hầu sáng nay, Từ Lãng lại mượn trà 500 lượng. Những năm qua anh ấy đòi hỏi ngày càng nhiều, tần suất cũng tăng. Nói là mượn, nhưng không trả. Lần này anh ấy nói, chuẩn bị bỏ vợ. Lấy anh ấy thật à? Mai tôi về huyện. Anh không cần đi. Được, anh không cần lý do. Không liên quan đến tôi. Thử vốn không liên quan. Tôm thấy Phương Nhu ăn rất nhiều, gần bằng khẩu phần của mình, giống như là bữa ăn cuối cùng. Đã khuya, Phương Nhu ngồi trên ghế dài trong sân, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao, nhắm mắt, cảm nhận gió đêm làng quê, ánh trăng tỏa sáng, gương mặt lạnh lùng thêm chút ấm áp. Quen thuộc nơi đây, quen sống ở đây, có vẻ luyến tiếc. Nơi ở một năm, Tôm có chuyện gì? Kết hôn một năm, tối nay không khóa cửa, anh đến nhé, nhờ tắm rửa. Có ý gì? Cửa khóa tôi cũng vào được, nhưng chị lại bảo vào, thì lại do dự. Dự định ăn mừng tối nay, đi hay không? Là chị bảo tôi đến. Sao vậy? Từ Lãng đến. À, tôi không biết anh ấy đến. Hừ hừ, anh không đi. Đây là nhà tôi. Tôi đi đâu? Hơn nữa là chị bảo tối tôi đến phòng chị. Tôi đi cũng được. 150 lượng trước đây coi như cho tôi. Không được. Được, vậy chúng ta chờ đây. Từ Lãng đến, chị đi trước. Tôi không để anh ấy ở lại. Như thế được chưa? Anh ấy ở lại hay không tôi không quan tâm. Tôi mới là chồng danh chính của chị. Bảo tôi đi có hợp lý không? Giường lớn chừa cho các người nhiều chỗ. Không cần cảm ơn tôi. Mê mơ. Giường lớn ngủ thoải mái. Thoải mái hơn giường nhỏ ở phòng sách. Anh, tôi không cần 150 lượng. Được. Đi nhanh đi.
anh ấy ở lại, thì cho tôi 150 lượng. 100 lượng là phí ở lại. Dù sao đây cũng là nhà tôi. 50 lượng là bồi thường cho tôi. Nói tối nay chị là của tôi. Anh ấy không ở lại, tự đi rồi. Dự định bù đắp nỗi oan ức của anh ấy một năm qua. Ngược lại tức giận. Tôi ngày mai sẽ rời đi. Cái nơi hở gió khắp nơi. Để anh này giữ tiền ở quê. Cả đời không thấy tiền. Tiếc quá. Sau khi Tôm đi, Phương Nhu khóa cửa hai lần. Con đặt ghế chặn cửa. Chẳng bao lâu, Từ Lãng dùng gậy mở cửa. Thấy cửa khóa hai lần, còn có vật chặn cửa. Tức giận chửi thầm vài câu. Ai đó, nhà tôi bị trộm, người đến cứu tôi. Chị dâu đi rồi, có tiếp tục không? Biến đi. Không tiếp tục thì thôi, dù sao kiếm được 150 lượng. Đáng chết. Phương Nhu, tôi thật lòng với chị lại không biết xấu hổ. Cố nhiên là con nhà buôn hèn mọn, may mà không lấy chị. Đã vậy, đừng trách tôi không nể tình. Sáng hôm sau, Tôm ngồi trong sân vừa ăn vừa uống rượu. Chẳng bao lâu Phương Nhu ra khỏi nhà. Lạnh lùng nhìn Tôm, tôi tưởng chị đi sớm về huyện không ăn sáng. Tên khốn, tối qua coi như bị chó cắn. Lần này về nhà Phương có lẽ sẽ bỏ nhau. Tội nghiệp có lẽ bị Từ Lãng lừa. Cô gái xui xẻo, hừ, làm tôi sướng ba đêm. Bỏ đi, xem như giữ thể diện cho chị. Dù sao bị Từ Lãng hại thê thảm. Mê mông để lại nhà này cho tôi. Bồi thường thì không cần. Dù sao tôi cũng không thiếu tiền. Ha ha ha. Nhược về rồi. Chào cha, cô Tuyết. Nhược nhà ta ngày càng đẹp. Mấy năm trước là cô gái trẻ, bây giờ có phong thái của chủ nhà. Sau này gả vào nhà tôi sẽ quản lý tốt. Anh rể đến bàn chuyện hôn nhân. Chị sẽ sớm được gả vào nhà từ. Đã đến, ký hợp đồng này đi. Hợp đồng gì? Chị ký hợp đồng này đi. Chị có thể đi cùng anh rể. Phương Nhu nhìn chữ trong hợp đồng, tay run run, ánh mắt đầy giận dữ, bất mãn và hối hận và bất lực. Cha đã ký tên. Cả vào nhà Từ làm thiếp ở ngoài. Nhà Phương đưa 1.000 lượng xính lễ, tặng một ngôi nhà và mấy tỷ nữ. Từ Lãng, anh không tốn đồng nào. Con lấy nhiều đồ từ nhà Phương. Đây là điều anh hứa với tôi. Hợp đồng như vậy anh cũng viết. Người khác cả con gái, anh lại được đỗ vốn. Con làm thiếp, tôi không muốn. Nhưng Từ Lãng bây giờ quyền lực. Con nắm giữ vụ án mạng. Hung thủ là con trai duy nhất. Con gái cuối cùng không bằng con trai. Từ Lãng giờ khác trước. Gả cho anh là điều nhiều người mong muốn. Cha còn tặng tiền, tặng nhà và người hầu, để chị sau này sống tốt. Đúng rồi, anh rể không chê chị từng kết hôn. Người tình cảm thế này khó tìm. Đổi lại tôi sẽ không lấy chị từng kết hôn. Có tiền nối cũng không lấy. Đủ rồi, chị là con tôi. Việc đã quyết định. Cha mẹ quyết, không được cãi lời. Tôi đồng ý ký hợp đồng, là xính lễ lớn nhất cho nhà Phương. Đồng ý đi. Đứng lại. Còn gì nữa? Anh lừa tôi năm xưa. Lời gì? Anh nói sẽ lấy tôi với giá cao. 18 kiệu lớn, 3 môi giờ 6 lễ cưới. Đưa tôi vào nhà Từ, đối xử như mẹ. Ha ha ha. Phương Nhu, chị chưa tỉnh ngủ à? Lấy giá cao, lấy thân thể nguyên vẹn 8 kiệu lớn, là tiểu thư 3 môi giới 6 lễ, lấy người hiểu chuyện cưới chính thức, lấy người hiền lành, chị còn có cái gì? Cút đi, tôi thể chết không đồng ý.